Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 41 chương 771 đến 782. Lý Dục Thần gật gật đầu, được rồi, vậy ông đi nói với cô nàng kia đi. Nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ xuống đùi ông lão. Ông ta phát hiện chân của mình lại có thể cử động. Ông ta cẩn thận đứng lên, đi hai bước, quả thực không có vấn đề. Ông ta không dám xác định vừa rồi là ảo giác hay sự thật, nhưng ông ta không dám thử, cũng không dám chất vấn Lý Dục Thần. Dù chỉ là ảo giác, ông ta không hề muốn nếm thử cảm giác khủng bố kia lần nào nữa. Thấy ông lão đứng lên đi lại bình thường, mọi người càng thêm cười nhạo, hoàn toàn quên mất ngay mấy phút trước, đối tượng cười nhạo của bọn họ chính là người phụ nữ đối diện. Lý Dục Thần không biết tấm thảm kia trị giá bao nhiêu tiền tại thị trường đồ cổ, chẳng qua là anh cảm thấy ông lão này giả vờ bị va phải xong ăn vạ 2.000 tiền vaccine, làm ông ta lấy ra 10.000 đã là cực hạn, lại nhiều thêm, phỏng chừng không cần mạng nữa. Ông ta lấy điện thoại di động ra, nói với cô ta, cô có Alipay không, tôi chuyển cho cô 10.000. Cô ta ngạc nhiên lắc đầu nói, tôi không có Alipay, hơn nữa, tấm thảm này không đáng giá 10.000. Nếu như ông muốn thì tôi đưa cho ông, xem như đa cát nhà tôi xin lỗi ông. Ánh mắt ông lão lập lòe, lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng rồi chợt nhớ đến cái gì đó, toàn thân khẽ run rẩy, đáp, không không, đáng giá tiền, đáng giá tiền. Cô không cần phải xin lỗi tôi, tại tôi động vào tấm thảm trước, chó của cô mới cắn tôi. Ông ta kiên chỉ muốn chuyển tiền cho người phụ nữ. Đúng vào lúc này, chợt trong đám người có một người lên tiếng, bán tấm thảm này cho tôi đi, tôi ra giá 20.000. Đây là một người đàn ông trung niên mặc đường trang, trong tay còn cầm hai quả cầu sắt. Đám người bộc phát ra tiếng thổn thức, ánh mắt quay sang người đàn ông trung niên. Biểu cảm trên mặt ông lão thay đổi, dường như hơi phiền muộn, nói với người đàn ông trung niên, trời ạ, đây là chuyện của tôi, các người đừng nên dính vào. Người đàn ông trung niên lại nói, ai bằng lòng dây vào chuyện của ông. Thuận mua vừa bán, ai trả giá cao thì được. Ông lão nói, tôi có duyên với tấm thảm này, cũng có duyên với cô nàng này, hơn nữa cũng là tôi ra giá trước, ông có hiểu quy củ không? Lúc tôi đang mặc cả, ông không thể tham gia vào, ông phải chờ người bán từ chối tôi mới đến lượt ông. À, tên trộm cắp như ông lại nhắc đến quy củ với tôi, người đàn ông trung niên cười lạnh đáp, ông cho rằng đây là vườn nhà họ Phan chắc. Sao hả, không ăn trộm thành, lại còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Tôi nói cho ông biết, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Nói đến duyên phận, người gặp được đều có duyên. Tôi ra giá 20.000, nếu ông có năng lực thì tăng giá. Người bên ngoài cũng ồn ào, đúng vậy, muốn thì tăng giá đi. Mí mắt ông lão run lên, biến sắc mặt, hoàn toàn không còn vẻ bỉ ổi vừa rồi, trong nháy mắt biến thành một người làm ăn khôn khéo, được, vậy tôi ra giá 30.000. Nói cho cùng, tôi có duyên với cô nàng này, xem như tôi quyên góp cho con cô ta đi khám bệnh. Ông ta còn chưa dứt lời, người đàn ông trung niên kia cười lạnh ngắt ngang, 50.000. Ông lão lấy làm kinh hãi, do dự một chút, trầm giọng nói, 60.000. 80.000, người đàn ông trung niên nói. Lần này, ông lão không hề do dự, 90.000. 100.000. 110.000. 110.000. 150.000. 160.000. Lần nào, ông lão cũng bỏ thêm 10.000 vào giá của người đàn ông trung niên. Kịch bản này dần trở nên huyền huyễn, mọi người xem không hiểu. Ngay cả Lý Dục Thần cũng cảm thấy thần kỳ, mới phát hiện mình xem thường ông lão này. Một kẻ giả vờ bị đụng, ăn vạ 2.000 đồng tiền mà lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lại hoặc là, tấm thảm này đáng giá tiền như vậy. Khi người đàn ông trung niên lên giá 200.000, ông lão cuối cùng cũng ngậm miệng. Xem ra 200.000 là giới hạn của ông ta. Cũng không biết là giới hạn tài chính, hay là giá trị cao nhất của tấm thảm mà ông ta định giá. Thấy ông lão không nói thêm gì nữa, người đàn ông trung niên bật cười. Đang lúc ông ta dương dương đắc ý đi ra khỏi đám người, bỗng nhiên lại có người nói. Tôi muốn tấm thảm này, 500.000. Mọi người kinh ngạc nhìn theo tiếng nói. Chợt thấy một người đi ra từ cổng lớn của Bách Thảo Đường, dáng vẻ chừng hơn 60 tuổi, dáng người hơi mập ra, cũng mặc đường trang, rõ ràng trời không nóng, trong tay lại cầm một cái quạt xếp. Bảo vệ của Bách Thảo Đường thấy ông ta, lập tức đứng thẳng người, lên tiếng chào ông Bạch. Ông Bạch vừa bước ra,
khí thế của người đàn ông trung niên mặc đường trang cầm quả cầu sắt rõ ràng thấp xuống. Trong đám người có người hỏi nhỏ, người chen ngang vào là ai vậy? Vừa mở mồm liền ra giá 500 ngàn, thật là rộng rãi. Bạch Quân Đường bật cười ha ha, ông chủ Hầu khiêm tốn quá, mấy năm nay tiền ông kiếm được tại vườn nhà họ Phan đủ để mua hai bộ tứ hợp viện trong thành phố đi. Nếu ông mà là người mua bán nhỏ, vậy trên thế giới này không có ai làm ăn lớn. Nếu ở nơi khác, đồ vật ông nhìn đến trước, tôi chắc chắn không nhúng tay vào. Nhưng chuyện ngày hôm nay lại xảy ra ở cửa Bách Thảo Đường, đồ vật đến cửa nhà tôi rồi mà còn bị người khác cầm đi, vậy về sau ba chữ Bạch Quân Đường này xem như không có tiếng tăm tại thủ đô nữa. Ông chủ Hầu nhíu nhíu mày, nói ông Bạch đã nói như vậy, quả thực tôi không nên tranh giành. Chẳng qua là, đã đến nước này rồi, tôi cứ thế bỏ đi cũng không ổn. Dù thế nào thì ngài cũng phải cho tôi tăng giá thử chút nữa, tăng xong rồi lui, trong lòng tôi cũng có phán đoán, không sợ người khác chê cười. Tăng, ông tùy tiện tăng, quạt xếp của Bạch Quân Đường nhẹ nhàng lay động, phong thái quân tử. Ông chủ Hầu đi đến bên cạnh xe ba gác, một tay nắm vuốt quả cầu sắt, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm một góc tấm thảm, lật qua lật lại. Mọi người đều rất tò mò, ông chủ Hầu sẽ ra bao nhiêu tiền. Tất cả mọi người tin tưởng. Ánh mắt của người làm buôn bán đồ cổ mấy chục năm tại vườn nhà họ Phan như ông chủ Hầu sẽ không kém, lần này ông ta ra giá liền mang ý nghĩa giá trị chân chính của tấm thảm này. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tấm thảm, không thèm quan tâm đến giờ phút này bên dưới tấm thảm còn có một bệnh nhân bệnh tình nguy kịch đang nằm đó, cùng với người phụ nữ lúng ta lúng túng đứng bên cạnh xe ba gác. Con chó ngồi xổm bên cạnh xe ba gác lóe lên vẻ hung dữ, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Ông chủ Hầu không thèm để ý đến, tiếp tục lật xem thảm Tây Tạng, chỉ là bóp quả cầu sắt trong tay càng thêm ầm 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 ầm. Lý Dục Thần nhìn khớp xương ngón tay của ông chủ Hầu, biết ông ta là một người luyện võ, cho nên không sợ chó. Nếu chó dám cắn ông ta, hai quả cầu sắt nắm trong tay ông ta sẽ lập tức bay ra, trước khi chó kịp đến cắn thì ông ta đã đập nát đầu chó rồi. Nhưng Lý Dục Thần cũng biết, tính toán của ông chủ Hầu hơn phân nửa sẽ thất bại. Bởi vì con chó tên là Đa Cát này cực không tầm thường. Một con chó có thể kéo xe ba gác đi từ Tây Tạng đến thủ đô, sẽ là một con chó bình thường chắc. Lý Dục Thần nhớ tới những con chó trọi hung hãn mình từng gặp qua bên trong trường đấu chó của anh Thái tại thành phố Hòa, nếu ném con chó này đến đó, anh tin tưởng, bất luận là chó ngao Đông Doanh do Trần Văn Học mời đến, hay là chó ngao Tây Tạng của Chu Lợi Quân đều không phải là đối thủ của con chó này. Cũng may người phụ nữ đứng một bên, ngoại trừ biểu hiện ra thái độ thù địch thì nó vẫn không hề động. Lần đầu tiên Lý Dục Thần phát hiện ra, thế gian này lại lạnh lùng như vậy. Nơi phố xá sầm uất ngay giữa thủ đô này, biết bao nhiêu người tụ tập vây xem đều quan tâm đến giá cả của tấm thảm kia, quan tâm thực lực của Bạch Ngũ Gia và ông chủ Hầu ai mạnh hơn. Như thể tấm thảm này đã là vật trong túi bọn họ, hoàn toàn quên đi tấm thảm đã có chủ. Nhiều người như vậy lại chẳng có ai nảy sinh chút đồng tình với bệnh nhân nằm dưới thảm. Lúc còn ở trên Thiên Đô, anh từng nghe sư phụ nói, tu tiên là một con đường buồn tẻ và khổ nhọc. Trên núi Côn Luân linh khí đồi rào, lại là một hoang mạc tình cảm. Tiên nhân làm việc tùy tâm, mặc kệ tự nhiên, xưa nay không lưu tình. Cảnh giới cao của Thái Thượng Vong Tình là không yêu không hận. Đầu nói nhân gian hữu tình, cho nên mới có câu cảm thán ao ước như huyền ương chứ không ao ước như tiên. Sau khi xuống núi, quả thật Lý Dục Thần cũng cảm nhận được chữ tình của nhân gian. Ninh Hương, Mã Sơn, Lâm Mộng Đình, chị Mai, sư phụ Vinh, ông chủ Vương. Nhưng ở ngay đầu đường này, anh cảm giác được một loại khí lạnh còn hoang vu hơn cả Côn Luân. Trong một khoảnh khắc, anh lóe lên một tia xúc động muốn dùng một kiếm chém chết những người này, những con kiến hôi này. Lúc mà tiếng ca của thiên ma vang lên trong đầu, vết sẹo trên đùi anh khế giật một cái, kéo anh về thực tại. Cuối cùng ông chủ Hầu cũng buông tay khỏi tấm thảm, dường như lúc bấy giờ mới chú ý tới bệnh nhân bên dưới tấm thảm, ông ta nhíu nhíu mày, lơ đãng lấy tay che mũi, rời xa xe ba gác, chắp tay nói với Bạch Quân Đường. Ông Bạch, tôi ra giá 1.200.000, ngài khẽ nâng tay nhường cho tôi đi. Đầu đường xôn xao. Ồ, 1.200.000 đấy. Tấm thảm này đáng tiền như vậy sao? Không nghe ông Bạch nói à? Ông chủ Hầu người ta đã làm ăn mấy chục năm tại vườn nhà họ Phan, có thể mắc lừa chắc. Sau khi ông chủ Hầu nói xong, ông ta nhìn Bạch Quân Đường,
bổ sung thêm một câu, ông Bạch, tôi ra cái giá này. Nếu ngài cảm thấy nó có giá trị lớn hơn, vậy. Ngài tiếp tục tăng giá, tôi nhường đường. Chẳng qua, ngài cũng là nhân vật có máu mặt, không thể tăng giá 10.000 một lần, như vậy thì không thể chơi được. Ông chủ hầu cũng quá coi thường Bạch Ngũ tôi, Bạch Quân Đường nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, hơi tạm dừng, cố ý nhìn một vòng, cười khinh bỉ, báo một con số, 1,5 triệu đi. Người vây xem lần nữa trở nên kích động, như thể mỗi người được chia 300.000. Ông chủ hầu nhíu nhíu mày. Bạch Quân Đường cười nói, ông chủ hầu, nếu ông muốn tăng giá thì có thể lại thêm. Ông chủ hầu dường như hơi do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, dựng ngón cái, ông Bạch chính là ông Bạch, nói về chơi, tại thủ đô ngài chính là cái này. Bạch Quân Đường hăm hở, mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng sau khi thắng đấu dế, thiếu điều ngâm nga điệu hát dân gian. Lý Dục Thần nhìn biểu cảm muốn ăn đòn kia của Bạch Quân Đường, chợt ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Bách Thảo Đường, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ, liền lên tiếng, ông chủ hầu dừng cuộc chơi như vậy thật là không thú vị. Không bằng để tôi thêm chút trò. Bạch Quân Đường sững sờ, đánh giá anh vài lần, cười nói, được, chơi đi, có ai không biết tôi thích chơi cơ chứ. Đến đây, cậu tăng giá đi, tăng bao nhiêu tôi cũng theo. Có điều, tôi nói lời tục tĩu trước, nếu cậu cứ thêm 10.000 một, tôi không có thời gian ở đây chơi với cậu. Lý Dục Thần cười cười, duỗi hai ngón tay, khua tay múa chân một hồi với Bạch Quân Đường. Mọi người tưởng rằng anh muốn nói 2 triệu. Quả là không theo lẽ thường. Ông chủ hầu báo giá 1,2 triệu, lại không chịu tăng thêm giá 1,5 triệu, nói rõ giá trị của thứ này nằm giữa 1,2 triệu và 1,5 triệu. Ông Bạch báo giá 1,5 triệu, bởi vì ông Bạch giàu nứt đố đổ vách, không giống người làm ăn như ông chủ hầu, phải cân nhắc đến lợi nhuận. Nhưng 2 triệu thì khác, dù có tiền nữa, thích đi nữa, cũng không thể lập tức thiệt mất 500.000 chứ. Bạch Quân Đường cũng nghĩ như vậy, có điều tại cổng nhà họ Bạch, ông ta không thể mất cái mặt này. Đối với ông ta mà nói, 500.000 chỉ là chút lòng thành, chấp nhận thua thiệt được. Huống chỉ cần không có ai tranh giành với ông ta, người phụ nữ mộc mạc quê mùa kia khá là khó đối phó, cô ta còn muốn tìm nhà họ Bạch khám bệnh, đến lúc đó tùy tiện bắt chẹt, có phải trả tiền hay không còn khó nói. Nhưng giá Lý Dục Thần giơ ngón tay báo ra lại khiến ông ta hít ngược một hơi khí lạnh, tưởng rằng mình nghe nhầm. 20 triệu. Giọng điệu của Lý Dục Thần rất bình tĩnh đến như thể đi mua miếng đậu phụ 2 đồng ở vỉa hè. Đầu đường vốn huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có 2 quả cầu sắt trong tay ông chủ hầu còn bị nắm đến cạch cạch. Ai ai cũng dùng biểu cảm khoa trương, không thể tin nổi nhìn Lý Dục Thần. Thằng nhóc này, tôi không nghe lầm chứ, 20 triệu. Ông chủ hầu híp mắt, quả cầu sắt chuyển động trong tay ông ta, ngón tay máy móc làm như thể không dừng lại được. Tôi làm tại vườn nhà họ Phan chừng 30 năm, số lượng thang ca, thảm Tây Tạng tôi phụ trách không có 1.000 cũng đến 800. Cậu nói mắt tôi mù, đây là cái đồ dởm, tôi cũng có thể đón nhận, nhưng cậu nâng giá trị của nó lên 20 triệu, vậy cậu nên đào. Trong mắt của tôi ra thì hơn. Ông chủ hầu dùng trong mắt của ông ta làm bảo đảm, đồ vật này không đáng giá 20 triệu. Lý Dục Thần vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Trả lời, 20 triệu mà thôi, chơi mà. Giọng Bắc Kinh nửa nạc nửa mỡ, vừa học vừa dùng này của Lý Dục Thần khiến Lâm Mộng Đình đứng bên cạnh suýt chút nữa bật cười. Ngay từ đầu Lâm Mộng Đình không hiểu tại sao Lý Dục Thần muốn nhúng tay vào chuyện này, nếu muốn nói là giúp người phụ nữ đáng thương kia thì hoàn toàn không cần phức tạp như vậy, trực tiếp chữa bệnh cho con cô ta là được. Nếu đến cả Lý Dục Thần cũng không trị hết được, phỏng chừng Bách Thảo Đường này, thậm chí toàn bộ thủ đô cũng không ai chữa được. Đến tận khi Lý Dục Thần mở miệng nói giọng Bắc Kinh, Lâm Mộng Đình lập tức hiểu mưu tính của Lý Dục Thần. Thật đúng là muốn làm cậu Lý thủ đô mà. Lâm Mộng Đình từng nghe Lý Dục Thần nhắc đến chuyện cũ về bố mẹ mình, cũng chính là bố mẹ chồng của cô. Mẹ chồng Cung Lăng Yên là mỹ nữ đệ nhất Miêu Cương, bố chồng Lý Vân Hoa là công tử nhà giàu số 1 thủ đô. Thời điểm đó vì để làm mỹ nhân vui vẻ, từng mời đầu bếp nổi tiếng của 36 nhà hàng đến làm bữa tiệc Nam Bắc. Đại tiệc 8 tỉnh, khiến Lâm Mộng Đình vô cùng hâm mộ. Hiện tại Lý Dục Thần trở về, anh đang muốn mượn danh tiếng của nhà họ Bạch, của Bách Thảo Đường để người của toàn bộ thủ đô đều biết anh về. Chơi thôi. Chỉ riêng 2 chữ này, rất có phong thái của bố anh năm đó. Có lẽ, so sánh với Lý Vân Hoa năm đó còn kém vài phần phong lưu phóng khoáng.
Bạch Quân Đường thấy anh bất động, không trả lời, trong lòng dâng lên cảm giác nhàm chán, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi, bảng hiệu Bách Thảo Đường này là chữ do Khang Hy ra tiền triều đề lên. Vì sao tôi lại nhắc đến chuyện này? Bởi đây là thủ đô, gốc rễ của Hoàng Thành cắm dưới đất này, tất cả mọi người đều có thân phận, có địa vị. 20 triệu, miệng mọc trên thân mỗi người, môi trên đụng phải môi dưới, nói thì ai mà không biết nói. Cậu phải lấy ra được vàng thật bạc trắng. Nếu cậu lấy ra được, một tấm thảm rách giá 2 như vậy cậu thật sự biết chơi. Tôi phục cậu là cái này, ông ta giơ ngón tay cái lên, chợt đổi giọng, nhưng nếu không lấy ra được. Vậy thì nên nghỉ ngơi sớm đi, chỗ nào mát thì đứng đấy đợi, đừng có ở đây chọc cười tôi. Trên người Lý Dục Thần đương nhiên không có nhiều tiền như vậy, thậm chí thẻ ngân hàng cũng không có. Có điều, từ lâu anh đã không còn như lúc vừa mới xuống núi, không có khái niệm về tiền bạc, anh không hề thuận miệng nói ra con số 20 triệu. Con số này vừa vặn là số lượng anh có thể lấy ra được trong tình huống không sử dụng đến tiền bạc của tập đoàn kinh lý. Mà phỏng chừng Bạch Quân Đường cũng không có khả năng tranh giành với anh vì một tấm thảm, nhưng về mặt mũi lại không qua được. Ngay lúc anh đang suy nghĩ phải làm thế nào để chứng minh anh có thể lấy ra được 20 triệu, Lâm Mộng Đình từ đầu đến cuối luôn nắm tay anh bỗng nhiên lôi ra một tấm thẻ đen từ trong túi sách, hai ngón tay thon dài kẹp lấy nó, tao nhã đẩy đến trước mặt Bạch Quân Đường. Ông Bạch muốn kiểm tra một chút không? Bạch Quân Đường vừa nhìn thấy tấm thẻ đen này, da mặt lập tức run lên. Loại thẻ này không thể nói là hiếm thấy, nhưng nó tượng trưng cho thân phận. Người có được loại thẻ này chứng tỏ sau lưng người này hoặc gia tộc phía sau ít nhất có vài tỷ tài sản tại ngân hàng. Như vậy, lấy ra 20 triệu tất nhiên không đáng kể, cũng có tư cách nói ra chữ chơi. Bạch Quân Đường không biết tấm thẻ này là của Lâm Mộng Đình, sau lưng là nhà họ Lâm thành phố Hòa, mà đương nhiên tưởng rằng là thẻ của Lý Dục Thần. Ấy, kiểm tra thì thôi vậy. Chút ánh mắt ấy tôi vẫn phải cớ. Giọng điệu của Bạch Quân Đường thay đổi, chưa nói đến cung kính, nhưng ít ra không còn ngạo mạn như vừa rồi. Anh chàng này xưng hô thế nào? Lý Dục Thần, Lý Dục Thần. Bạch Quân Đường lặp lại cái tên này, hình như từng nghe qua ở đâu đó, nhưng tạm thời không nghĩ ra, nhưng có thể khẳng định thủ đô không có nhân vật này. Nghe giọng nói, cậu không phải người thủ đô à? Không biết quý phủ ở chỗ nào? Tôi chính là người thủ đô, Lý Dục Thần đáp. Ồ, Bạch Quân Đường khẽ sửng sốt, cười nói, Bạch Mỗ không dám nói là biết tất cả những vị chủ nhân ham chơi tại thủ đô, nhưng gần như không có ai là lạ mặt với tôi. Cậu nói là cậu ở thủ đô, không biết là công tử nhà nào của thủ đô. Nhà họ Lý thủ đô, Lý Dục Thần mỉm cười, bố tôi tên là Lý Vân Hoa, ông nội tôi là Lý Thiên Sách. Trong khoảnh khắc đó, cả người Bạch Quân Đường cứng ngắc lại. Như thể có ai dội một thùng bê tông từ trên đầu xuống. Phản ứng đầu tiên của ông ta là không thể nào. Mới qua 20 năm mà thôi, người trẻ tuổi có thể không nhớ rõ nhà họ Lý, nhưng Bạch Quân Đường ông ta không có khả năng quên mất. Năm đó, nhà họ Lý phong cảnh cỡ nào? Đừng nói là nhà họ Bạch, ngay cả tứ đại gia tộc Vương, Na, Tiêu, Sở cũng có ai dám khiêu chiến với nhà họ Lý thời đó. Bạch Quân Đường là chủ nhân ham chơi. Từ nhỏ đã mê chơi, sách lồng dắt chim, canh ưng đấu chó, chơi game diễn hí khúc, tìm hoa hỏi liễu khắp tám khu hẻm cổ. Phàm là thứ có thể chơi tại thủ đô, không có thứ gì Bạch Quân Đường ông ta không biết. Các vị chủ nhân ham chơi năm đó gọi ông ta một tiếng cậu Bạch, về sau lớn tuổi gọi là ông Bạch. Bạch Quân Đường tự nhận, nói về chơi ở thủ đô, không có mấy người có thể so sánh được hơn ông ta. Nhưng Bạch Quân Đường cũng không thể không thừa nhận, so với Lý Vân Hoa. Đúng là phù thủy non gặp phù thủy già, Bồ Tát đất sét đụng phải kim cang bằng sắt, không so được, cũng không dám so. Ông ta không có dũng khí đi đến Miêu Cương lừa gạt mỹ nữ đệ nhất làng mèo người ta đến thủ đô, cũng không có năng lực bắt 36 nhà hàng lớn tại thủ đô ngừng kinh doanh một ngày chỉ để làm mỹ nhân vui vẻ, càng không thể đi đến chỗ nào cũng núi kêu biển gầm, gái xinh tụ tập, lại tiêu sái vượt qua vạn bụi hoa, trên người không dính phiến lá. Tuổi tác của Bạch Quân Đường lớn hơn Lý Vân Hoa một chút, về vai vế cũng cao hơn Lý Vân Hoa một đời. Thời điểm đó, tại thủ đô, mỗi người nói một kiểu, gì cũng nói ra được. Có người nói nhà họ Lý phản quốc, bị tru di. Có người bảo bị mấy gia tộc lớn khác liên hợp lại tiêu diệt. Euro ó nói Lý Vân Hoa đoạt phụ nữ của vua Miêu Cương, bị người Miêu làm vu pháp. Còn có người bảo nhà họ Lý đắc tội tiên Phật, vân vân.
Bạch Quân Đường vẫn luôn không tin. Ai phản quốc thì nhà họ Lý cũng không thể phản quốc. Đã là gia tộc đệ nhất Hoa Hạ rồi, phản quốc có thể vớt được lợi ích gì? Hơn nữa, đã thời đại nào rồi còn Chu Di cả tộc? Cho dù năm đó Minh Thành tổ Chu đệ Chu Di thập tộc Phương Hiếu Nhụ, chẳng phải vẫn có con cháu nhà họ Phương vẫn còn sống. Sao có thể giống như nhà họ Lý, lặng yên không một tiếng động biến mất trong một đêm? Về việc mấy gia tộc lớn khác liên hợp lại tiêu diệt nhà họ Lý, vậy càng không thể tin được. Một gia tộc không dễ bị tiêu diệt như vậy, đừng nói nhà họ Lý, ngay cả nhà họ Bạch bọn họ cũng chưa chắc đã có thể diệt được. Ngược lại, Bạch Quân Đường cảm thấy còn có chút đáng tin cậy với cách nói về vu thuật của người Miêu. Nói cho cùng, món đồ chơi này cực kỳ tà, cộng thêm việc nhà họ Lý biến mất quả thực kỳ quặc. Nhưng nếu người Miêu thật sự lợi hại như vậy, Lý Vân Hoa hoàn toàn không có khả năng sống sót rời khỏi Miêu Cương. Bạch Quân Đường cảm thấy Bạch Cảnh Thiên nhất định biết gì đó, còn đặc biệt đi hỏi qua ông anh họ này. Nhưng Bạch Cảnh Thiên không nói gì. Không bao lâu sau khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, Bạch Cảnh Thiên bị bệnh không dậy nổi. Trước khi chết trừng mắt nhìn trần nhà, kêu một tiếng Lý Thiên Sách liền tắt thở, đúng là chết không nhắm mắt. Cho nên đến tận bây giờ, con cháu đời sau nhà họ Bạch vẫn cho rằng cái chết của Bạch Cảnh Thiên có liên quan đến nhà họ Lý. Là nhà họ Lý hại chết Bạch Cảnh Thiên. Nhưng rốt cuộc hại chết như thế nào thì rất mơ hồ, không nói rõ được. Có lẽ cũng là chúng vu thuật. Bằng không thì, đường đường danh y đệ nhất thủ đô, sao lại có thể bó tay với bệnh của chính mình, ngay cả đơn thuốc cũng chưa từng kê một lần. Bạch Cảnh Thiên vừa chết, nhà họ Bạch không còn bằng được như lúc trước. Cho nên người nhà họ Bạch đều hận nhà họ Lý. Nhưng nhà họ Lý đã không còn, nỗi hận này cũng bằng không hận. Trái lại, Bạch Quân Đường vẫn ổn. Nhà họ Bạch lấy y thuật vào đời, ngay cả một phương thuốc ông ta cũng không xem hiểu. Từ nhỏ, ông cụ nhà họ Bạch đã mắng ông ta không học vấn không nghề nghiệp, người nhà họ Bạch cũng không chào đón ông ta cho lắm. Cho nên ông ta không quá quan tâm đến tình trạng của nhà họ Bạch. Lúc Bạch Cảnh Thiên còn sống, ông ta chơi, Bạch Cảnh Thiên mất rồi, ông ta vẫn chơi như cũ. Lại nói, dù tình trạng có kém đi nữa, có tấm bảng hiệu Bách Thảo Đường này tồn tại, cuộc sống của nhà họ Bạch có thể kém đến mức nào? Nghe Lý Dục Thần tự giới thiệu, khuôn mặt Bạch Quân Đường tràn ngập vẻ không tin. Nhưng lúc trông thấy nụ cười ung dung và vẻ thản nhiên giữa hai hàng lông mày của Lý Dục Thần, ông ta lập tức nhớ đến cái tên có thể mê chết toàn bộ gái thủ đô hồi trước. Chưa kể, thật sự có ba phần giống. Có nhiều thứ đã khắc vào trong xương cốt. Dù ném người ta vào trong chiếc ổng heo nuôi lớn, cũng không thể chôn vùi hết. Bạch Quân Đường tin, bằng vào lịch duyệt chơi suốt mấy thập niên tại thủ đô của ông ta, bằng năng lực. Phân biệt nổi tiếng trong giới đồ cổ của ông ta, dám định cậu Lý này chính là con trai của Lý Vân Hoa. Nhà họ Lý vẫn còn đời sau, nhà họ Lý trở lại. Bạch Quân Đường ngẩng đầu nhìn bầu trời, ông ta mơ hồ cảm nhận được, thời tiết thủ đô sắp thay đổi. Đương nhiên. Làm ông Bạch thủ đô chơi mấy thập niên, ông ta sẽ không bởi vì phía đối diện báo tên tuổi mà nhận thua. Năm đó bại bởi Lý Vân Hoa, ông ta chịu phục, nhưng hôm nay lại thua dưới tay con trai Lý Vân Hoa, ông ta không phục. Huống chỉ, nhà họ Bạch và nhà họ Lý vẫn còn ân oán chưa nói rõ, dù thế nào ông ta cũng mang họ Bạch, nơi đây lại là cửa chính Bách Thảo Đường, ông ta không thể để đời sau của nhà họ Lý lợi dụng. Cậu Lý, Bạch Quân Đường đóng quạt xếp, ôm quyền. Thái độ cung kính hơn vừa rồi rất nhiều, cậu Lý. Vừa trở lại thủ đô à? Lý Dục Thần mỉm cười đáp đúng. Cậu vừa trở lại thủ đô, có thể không biết quy củ tại thủ đô, Bạch Quân Đường nói, thủ đô là nơi tuân theo. Quy củ, hôm nay, thứ này là tôi và ông chủ hầu ra giá trước. Ông chủ hầu kiêm nhượng, nhường cho tôi. Cậu giữa đường nhảy ra, chặn ngang đường hồ của tôi, chính là làm hỏng quy củ. Năm đó, bố cậu có tiếng tuân theo. Quy củ, nếu ông ấy còn ở, nhất định sẽ không làm như vậy. Bạch Quân Đường lôi Lý Vân Hoa ra, là muốn cho Lý Dục Thần tự rời khỏi. Bằng không thì ông ta phải thật sự ra hơn 20 triệu đi đoạt tấm thảm này, ông ta khá là đau thịt. Lý Dục Thần cười nói, quy củ này do ông định ra à? Nếu theo quy củ này của ông, thứ này các người đều phải tặng cho ông ta. Anh chỉ vào ông lão giả vờ bị đụng kia. Hai mắt ông lão tỏa sáng. Trên mặt hây hây đỏ lên, còn tưởng rằng xử nữ già nghênh đón khách làng chơi mới, cuối cùng cũng đến lượt ông ta khai trương.
thậm chí ông ta còn không dám chọc Bạch Ngũ Gia nên làm sao dám đắc tội người của nhà họ Lý chứ. Ông ta liên tục xua tay nói, đừng nhắc tới nói nữa, mời hai vị đến đây, tôi sẽ rời đi ngay. Ông chủ hầu không hề có vẻ ảo não vì không tranh giành được, ngược lại, hôm nay ông ta rất vui vẻ, ông Bạch vui tính nhất thủ đô bây giờ và cậu chủ Lý vui tính nhất thời ấy nảy sinh tranh chấp, chuyện này đốt đèn lồng cũng chưa chắc gặp đâu. Lý Dục Thần nói, ông Bạch à, ông có thể giành chỗ với ông chủ hầu thì sao tôi không giành chỗ với ông được chứ? Đây là lẽ gì? Bạch Quân Đường hừ nói như vậy, cậu Lý quyết tranh cãi với tôi hôm nay à? Lý Dục Thần vốn tưởng rằng Bạch Quân Đường sẽ lùi bước, với người từng trải, bình thường họ sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của mình. Anh không ngờ rằng Bạch Quân Đường lại không chịu nhân nhượng và còn có ý tranh giành với anh nữa. Lý Dục Thần không biết ân oán giữa hai nhà Lý Bạch ra sao, chỉ là ở Bạch Vân Quan, Bạch Phương Hưng cố tình không thấy anh khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa khi tới Bách Thảo Đường, từ bảng hiệu ngoài cửa thái độ của nhân viên công tác đều tỏ rõ vẻ trịch thượng. Nhìn xuống chúng sinh khiến anh quyết định hôm nay phải một chân đạp Bách Thảo Đường một chân đạp nhà họ Bạch khiến cho những kẻ kiêu căng kia biết núi này còn có núi khác cao hơn. Và cũng nương cơ hội này nói với người của thủ đô rằng, người của nhà họ Lý đã trở lại. Ha ha ha, Lý Dục Thần cười to, nói, ông Bạch à, tôi sẽ không tranh giành với ông đâu. Bạch Quân Đường sửng sốt, không hiểu tại sao Lý Dục Thần lại bỗng dưng nhường nhịn, nhưng nghe giọng điệu của anh lại dường như không giống lùi bước cho. Lắm. Nhưng câu tiếp theo của Lý Dục Thần lại suýt chút nữa khiến ông ta tức điên. Bởi vì ông không có tư cách tranh giành với tôi, Lý Dục Thần nói. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người xôn xao. Ngũ gia của nhà họ Bạch nổi tiếng là chúa ngang bướng trong giới thượng lưu ở thủ đô, có khi nào bị người nhỏ hơn khinh thường như vậy đâu. Cho dù là tứ đại gia của thủ đô cũng không dám nói lời ngông cổng vậy đâu. Bạch Quân Đường tức run người. Đang định móc mỉa đá xéo lại thì nghe Lý Dục Thần nói tiếp. Đừng nói là ông mà cho dù là cả đất thủ đô này, cũng không ai có thể tranh với tôi. Lý Dục Thần bỗng giơ ngón tay chỉ vào biển hiệu Bách Thảo Đường. Cho dù là người viết dòng chữ ấy sống lại cũng không được. Trong chớp mắt, Bạch Quân Đường tưởng chừng như mình đã xuyên không và Lý Vân Hoa đang đứng trước mặt mình. Khi còn trẻ, Lý Vân Hoa cũng ngông cuồng như vậy, coi khinh mọi thứ. Điều đáng tức giận nhất ấy là tuy ngông cuồng là thế nhưng vẫn rất phong độ. Bạch Quân Đường tự xưng mặt người dạ thú. Trong thủ đô cũng không hề ít hạng người mặt người dạ thú ấy nhưng không một ai màu mè và táo tợn hơn Lý Vân Hoa. Mỗi lần gặp Lý Vân Hoa, Bạch Quân Đường như nghẹn một bụng tức nhưng lại không có chỗ xả. Không phải chỉ là quán quân đầu thai vào ông bố có tiền có của thôi à? Nếu mày không phải họ Lý... Bố mày không phải Lý Thiên Sách thì sao mày có thể trở thành cậu ấm số một thủ đô chứ? Ai thèm để mắt đến mày? Một khoảng thời gian rất dài Bạch Quân Đường đều luôn nghĩ như vậy. Nhưng ông ta lại hồn nhiên quên mất nếu mình không phải họ Bạch, không phải ở trong nhà họ Bạch thì ai rảnh mồm gọi ông ta là ra đâu chứ? Bạch Quân Đường hoàn hồi, cười khẩy nhìn Lý Dục Thần, chỉ tấm biển trên đầu nói. Quát con, đúng là ngông cuồng, có biết ai là người viết tấm biển hiệu đó không? Đó là Khang Hy đấy, là đế vương một thời, cậu là cái thá gì chứ? Hỏi xem thằng bố đã chết của cậu xem có dám nói vậy không? Lý Dục Thần còn chưa đáp trả thì Lâm Mộng Đình đã nói trước. Lâm Mộng Đình biết Lý Dục Thần muốn mượn cơ hội này để nổi tiếng một phen. Nhà họ Lý sắp trở lại thủ đô, cần phải tái hiện lại huy hoàng thuở xưa, không thể thiếu màn tìm đá kê chân. Mà nhà họ Bạch này coi như là tảng thứ nhất, ai bảo đụng vào anh chứ? Ai bảo người nhà họ Bạch kiêu căng, không chút phong phạm của giới nhà giàu. Lý Dục Thần đã mở miệng gáy dù người viết bảng hiệu hồi sinh cũng không thể tranh giành với mình nên giờ mà nói chuyện với Bạch Quân Đường chẳng khác nào hạ giá bản thân. Lúc này, cần có một người khác thay mặt Lý Dục Thần nói chuyện. 20 triệu mua thứ gì đó trị giá 2 triệu, nếu ông ta tiếp tục tăng giá, lỡ như Lý Dục Thần phủi mông đi thì ông ta phải làm sao đây? Dám hô không chịu trả tiền trước mặt khách khứa chật kín con phố kia thì thanh danh của Bạch Quân Đường ông ta sẽ đi đời mất. Ông ta cần phải nhận lỗi, rồi tổn thất mấy chục triệu, xong bị người ta mắng tới tấp, sau này còn lăn lội trong giới thế nào nữa. Cho nên ông ta không thể tăng giá nữa, nhưng không tăng thì coi như nhận thua, để tên họ Lý kia được hời, vậy cũng quá ức. Bạch Quân Đường nhìn thoáng qua cái thảm trên xe đẩy rồi lại nhìn sang người phụ nữ kia, trong mắt đảo tròn, nghĩ ra rồi.
Định bỏ ra 20 triệu mua cái danh ở thủ đô à? Lầm bầm, Bạch Quân Đường cũng nhìn rõ mọi chuyện, hừ nói, nhưng vụ mua bán này không phải ai trả nhiều tiền hơn là được, cái chính là thuận mua vừa bán. Chính chủ còn chưa mở miệng đâu, cậu tưởng mình bỏ 20 triệu là người ta sẽ bán cho cậu à? Cậu tưởng mình là ai? Nói xong, ông ta tương cười nhìn sang người phụ nữ đang giữ xe đẩy, hỏi chị gái là, xưng hô thế nào đây? Người phụ nữ vẫn đứng ở đó lắng nghe bọn họ tranh giành, ban đầu còn kinh ngạc nhưng sau bình tĩnh như thường. Người phụ nữ ấy hơi khom lưng, trả lời, tôi là Đạt Ngoã, đến từ Tây Tạng, trên xe là con trai của tôi Tăng Cát, còn đây là chó của nhà bọn tôi Đô Chi. Chúng tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi, thành thật xin lỗi. Không phiền, không phiền. Bạch Quân Đường cười to hỏi, cô dẫn con trai đến đây để khám bệnh à? Đúng thế, từ Tây Tạng đến đây rất xa nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi đã đi suốt 3 năm. Úi, vậy quá gian nan rồi. Cô đến đây là do nghe danh tiếng của nhà họ Bạch phải không? Ban đầu thì không phải, tôi chỉ nghĩ rằng đất nước mình lớn như vậy, ở thành phố lớn sẽ có rất nhiều người tài ba bèn lên đường cầu y, sau này nghe người ta nói thầy thuốc của Bách Thảo Đường tại thủ đô rất giỏi bèn đến đây xem thử. Bạch Quân Đường gật đầu nói, vậy cô tới đây đi. Nếu Bách Thảo Đường không chữa được bệnh đứa bé này thì chẳng ai chữa được cả. Tôi họ Bạch, Bách Thảo, Đường là của nhà họ Bạch bọn tôi. Chuyện khám bệnh cho con trai cô cứ để cho tôi lo. Vậy cảm ơn ông, người phụ nữ ấy liên tục cúi đầu. Chớ vội cảm ơn, tôi còn có điều kiện này, Bạch Quân Đường chỉ vào cái thảm trên xe đẩy kia, vừa rồi cô cũng nghe rồi đó, chúng tôi đang tranh giành cái thảm trên xe của cô. Dù sao cũng là cô kiếm được tiền, quả thật cái thảm này rất đáng giá. Tôi đoán rằng giá trị của nó khoảng trên dưới 1 triệu. Vừa rồi tôi cũng nói đồng ý trả 1,5 triệu để mua nớ. Người phụ nữ vội nói, tôi không cần tiền, chỉ cần khám được bệnh cho con tôi thì tôi sẽ tặng thảm cho. Các vị, Bạch Quân Đường xua tay bảo, ôi, chuyện này sao? Được, người không biết còn tưởng tôi lừa gạt cô đấy, nên là nó có giá bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu. Chỉ cần cô chịu bán tấm thảm đó cho tôi thì tôi sẽ bao thầu chuyện khám bệnh cho con trai cô. Thầy thuốc giỏi nhất Bách Thảo Đường, Bạch Kính Đình, là cháu trai lớn của tôi. Chỉ cần tôi nói một câu bảo nó chữa cho con trai cô là được. Đương nhiên, nếu cô cần tiền không cần con thì có thể tìm bọn họ. Ông ta chỉ tay vào Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình, bọn họ trả giá 20 triệu đấy. Nhưng mà tôi nhắc cô một câu. Miệng bọn họ nói là thế nhưng có lấy nổi 20 triệu ra không thì tôi không dám cam đoan. Mặt khác, cô hãy nghĩ cho kỹ, nếu không có tôi giúp thì với danh tiếng của Bạch Kính Đình, cả đời này cô không gặp nổi đâu. Bạch Quân Đường nói xong, phe phẩy cái quạt giấy trong tay, vẻ mặt đầy tự tin. Người xung quanh cũng khe khế xì sầm to nhỏ, đoán xem người mẹ trông vô cùng giản dị này sẽ chọn 20 triệu hay là 2 triệu và mạng của con trai mình. Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn 20 triệu. Có ai không cần tiền đâu chứ. Có tiền thì mời thầy thuốc nào trả được. Bách Thảo Đường không khám thì đến Hiệp Hòa. Hiệp Hòa không khám thì ra nước ngoài. Vẫn nên chọn ông Bạch tốt hơn. Nghĩ xem, có lời hứa hẹn của ông Bạch. Chắc chắn bệnh của con trai sẽ được chữa trị. Còn lấy được 1,5 triệu nữa. Đây chẳng phải vẹn cả đôi đường ồ. Tôi cũng nghĩ thế. Nếu Bách Tháo Đường không khám được thì đi chỗ khác cũng vô ích. Còn về ra nước ngoài. Coi cô ta như vậy, biết đâu bị người ta lừa hết 20 triệu. Đúng vậy, chăng ở nước ngoài không tròn. Bách Thảo Đường không chữa được thì thế giới còn đâu chữa được chứ. Trừ phi là thần tiên hạ phàm. Con người không thể quá tham lam, thứ đồ kia vốn chỉ trị giá hơn 1 triệu mà lấy tận 20 triệu. Số tiền đó sẽ coi như là tiền tài bất chính, cẩn thận bị thiên lôi đánh đấy. Thôi đi, nhiều tên tham nhũng, gian thương độc ác thế mà có ai bị sét đánh đâu. Bạch Quân Đường ngẩn người, Bách Thảo Đường không chữa được, chẳng lẽ cậu chữa được? Lý Dục Thần gật đầu, đúng thế, tôi có thể chữa được. Bạch Quân Đường cười lớn ha ha, mọi người vây xem đầu đường cũng ổ cười theo. Cậu nhóc, cậu biết cậu đang nói gì không? Nơi này là Bách Thảo Đường, là thánh địa Hạnh Lâm. Ở thủ đô, không ai dám xen vào y thuật của nhà họ Bạch. Một tên nhóc phát nước mũi chưa sạch như cậu cũng không cân thử xem mình mấy cân mấy lạng. Nói ra những lời này, tôi cũng thấy xấu hổ thay bố cậu. Bạch Quân Đường phe phẩy quạt giấy, mỉm cười, tỏ vẻ mặt khinh thường. Lý Dục Thần đang định nói, Lâm Mộng Đình véo cánh tay của anh. Anh nhìn ánh mắt của Lâm Mộng Đình liền hiểu ý của cô.
những người tài giỏi của nhà họ Bạch còn đang ở phía sau, so đo với Bạch Quân Đường đã hạ thấp thân phận của anh một cách vô ích. Hơn nữa Bạch Quân Đường nổi tiếng tinh quái, càn quấy bậy bạ, chơi xấu cứng miệng, đây đều không phải là sở trường của Lý Dục Thần. Anh muốn dẫm lên trên nhà họ Bạch, thì phải giữ thế cao cao tại thượng, lúc quan trọng, dẫm mạnh một cái là được. Bây giờ trong tình hồng này, đương nhiên chỉ cần giao cho vợ chưa cưới thông minh là đủ rồi. Ông Bạch, Lâm Mộng Đình khế cười một tiếng, trước tiên chưa bàn đến có chữa được hay không, nhưng ràng buộc chữa bệnh và mua bán với nhau, tôi cũng là lần đầu thấy. Chỉ là đăng ký lấy số cho người ta thôi mà, tìm một tên bán số, cũng không tốn bao nhiêu tiền chứ. Ông thì hay rồi, một lúc lừa của người ta 20 triệu. Chỉ vì ông họ Bạch, làm kẻ bán số cũng đắt hơn người khác chút phải không? Mọi người trên phố đều ồ cười, so sánh quá đúng. Ông chủ hầu kẹt trong đám đông nhìn Lâm Mộng Đình một cái, nghĩ thầm cô gái này không đơn giản đâu. Đừng thấy cô trông như bình hoa, đầu nảy số rất nhanh, tư duy rõ ràng, chỉ một lúc đã bắt được mấu chốt của sự việc. Tiền và chữa bệnh vốn là hai chuyện khác nhau, lẫn vào với nhau thì tính là gì? Cách so sánh với con buôn cũng không thể chê được, Bạch Quân Đường bị người khác coi thành con buôn số trước cổng nhà mình. Bộ mặt này coi như mất hết rồi. So sánh ra, ông chủ hầu nhìn Lý Dục Thần một cái, cảm thấy cậu Lý này kém hơn nhiều, không bắt được trọng điểm, nói Bách Thảo Đường không chữa được bệnh của đứa trẻ. Bách Thảo Đường không chữa được, chẳng lẽ cậu chữa được chắc? Đương nhiên ông chủ hầu không nghĩ đến việc Lý Dục Thần cũng có thể chữa được, chỉ coi như anh buột miệng nói trong lúc cấp bách. Nhưng vừa nói ra, không những bị Bạch Ngũ Gia tóm được điểm yếu, còn đắc tội với người nhà bệnh nhân. Có chữa được hay không cũng không ai biết, người ta từ xa xôi vạn dặm đến đây, ôm tia hy vọng. Một câu nói của cậu đã hủy luôn hy vọng, người ta có vui được không? Cũng may bên cạnh anh có cô gái xinh đẹp hiểu sự đời biết ăn nói. Ây, ông chủ hầu thầm thở dài, sao lại rau ngon lại dâng cho heo chứ? Rồi lại nhìn Lý Dục Thần một cái. Cũng phải là heo, trông cũng khá đẹp trai, khí chất cũng ngời ngời, có chút phong trần, chỉ hơi ngốc một chút. Không hiểu nhân tình thế thái, nhìn giống như chưa trải sự đời. Khuôn mặt Bạch Quân Đường đỏ bừng, Đường Đường Ngũ Gia nhà họ Bạch, từ lúc nào lại bị so với kẻ buôn số. Nhưng ông ta là lão giang hồ, biết lúc này có tức giận cũng không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ mắc bẫy cô gái này. Nói hay lắm, Bạch Quân Đường đập quạt lên bàn tay hai cái, mua bán là mua bán, khám bệnh là khám bệnh. Vậy chúng ta nói về mua bán trước. Đồ đáng giá bao nhiêu tiền thì nên bán bấy nhiêu tiền. Vượt qua giá hợp lý thì không phải mua bán nữa. Đó gọi là đốt tiền. 2 triệu, với Bạch Mỗ cũng chỉ là con số nhỏ, nhưng... mua bán, phải trọng quy tắc, chúng ta không tiêu tiền. Lãng phí, người bán cũng vậy, món lợi bất chính không kiếm. Đó mới gọi là mua bán. Lâm Mộng Đình không nói gì, chỉ cười tiêm tỉm nghe. Trong lời của Bạch Quân Đường có rất nhiều vấn đề. Nhưng không đáng phản bác từng lời. Đây là cái bẫy của Bạch Quân Đường đặt ra, chỉ cần cô vừa phản bác, thì sẽ rơi vào cuộc tranh cãi không ngừng về tính hợp lý. Vừa tranh cãi, khí thế vừa nãy hô 20 triệu liền mất hết. Thấy Lâm Mộng Đình không phản bác, Bạch Quân Đường cười lớn ha ha, tiếp tục nói, chúng ta lại nói về khám bệnh, đúng thế, trong thủ đô rất nhiều kẻ buôn số, Bách Thảo Đường cũng có, nhưng kẻ buôn số có thể không lấy được số của hôm nay. Ít nhất. Cũng là 2 tuần sau, nhưng tôi thì khác, một câu của tôi, hôm nay, có thể khiến cháu Bạch Kính Đình của tôi khám bệnh cho. Đứa bé này, đây không phải là vấn đề lấy sổ. Ông chủ hầu trong đám đông lắc đầu, nghĩ thầm, cô gái này thật lợi hại, không bị Bạch Ngũ Gia gài bẫy, Bạch Ngũ Gia nói một tràng dài, cô lại dễ dàng hóa giải bằng một câu. Những người đến đây, có rất nhiều đăng ký đến khám vì danh tiếng của nhà họ Bạch, vốn dĩ đăng ký khám đã khó. Nén đầy một bụng nóng này, ông thì hay rồi, còn công khai mở cửa sau cho người ta, bị Lâm Mộng Đình vạch trần, chẳng phải sẽ gây xôn xao ư. Đây gọi là nói nhiều không bằng nói mạnh mẽ, đánh người phải đánh vào điểm yếu, lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo, tóm được mâu thuẫn chính. Đối diện với sự bất mãn của mọi người trên phố, sắc mặt của Bạch Quân Đường vô cùng khó coi, tức giận nói, đừng chuyển chủ đề, cũng vô dụng thôi. Nếu cô có bản lĩnh, thì cô giúp cô ta lấy số đi. Nếu hôm nay cô có thể lấy được số khám của Bạch Kính Đình, thì tôi phục cô. Tại sao tôi phải đi lấy số? Lâm Mộng Đình nói, các ông cũng không chữa được bệnh của đứa trẻ, không chữa được, lấy số có tác dụng gì?
chẳng phải là cởi quần thả hơi sao? Cô gái dịu dàng dễ thương như vậy, miệng nói ra một câu thô tục, mọi người lại không cảm thấy không ổn, ngược lại còn rất phong tình. Bạch Quân Đường cười lạnh lùng nói, có chữa được hay không, không phải cô nói là được. Nếu nhà họ, Bạch cũng không chữa được, thì thiên hạ này, cũng không ai có thể chữa được. Ha, Bạch gia, câu này hơi quá rồi đấy. Ông bốc phét ở thủ đô thì cũng thôi đi, nói thiên hạ này, ông biết thiên hạ lớn thế nào không, Lâm Mộng Đình phản kích nói. Bạch Quân Đường cười lớn ha ha, ngũ gia tôi đi qua cầu còn nhiều hơn cô đi bộ đấy, thiên hạ lớn thế nào, tôi biết rõ hơn cô. Tôi nói như vậy đấy, cô không phục, có thể đi tìm xem dưới bầu trời này, có ai dám nói y thuật lợi hại hơn nhà họ Bạch. Ông chủ hầu cau mày, ông ta cứ cảm thấy Bạch ngũ gia đang rơi vào cái bẫy nào đó, nhưng ông ta lại không nghĩ ra, cô gái này có thể có cao chiêu gì, dù sao y thuật của nhà họ Bạch bày trước mắt, được công nhận thiên hạ đệ nhất. Vừa nghĩ đến đây, thì nghe Lâm Mộng Đình cười ha ha nói. Bạch gia đã nói tự tin như vậy, hay là chúng ta cược một phen đi? Bạch Quân Đường ngẩn người, cược cái gì? Thì cược các ông có thể chữa được bệnh của đứa trẻ không? Cược thế nào? Bạch gia, vừa nãy ông đã nói, với ông 20 triệu chỉ là con số nhỏ, vậy thì chúng ta chơi lớn đi, cược 500 triệu, thế nào? Lần này bầu không khí trên phố hoàn toàn bùng nổ. 5 triệu. Có lẽ trong mắt phú hào hàng đầu cũng không tính là nhiều, nhưng đối với những người bình thường trên phố, thì đúng là con số trên trời. Kể cả là ông chủ hầu, đã làm ăn buôn bán đồ cổ mấy chục năm ở Phan Gia Viên, trắng đen, khô ướt đều từng gặp, ở thủ đô cũng có mấy căn nhà, bây giờ sống ở tứ hợp viện, nhưng cho dù lấy sạch sẽ của mình ra, cũng không dám nói nhất định có thể lấy ra 500 triệu. Sắc mặt Bạch Quân Đường biến đổi liên tục. Không thể xác định đôi thanh niên trước mắt rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Quân Đường thích cược, trong giới ăn chơi thủ đô, có ai không thích cược? Đấu con dế cũng có thể vứt ra mấy triệu, mắt cũng không chấp một cáu. Đặt cược mấy chục triệu trên bàn bước, cũng không phải chưa từng có. Nhưng lần này cược 500 triệu, ông ta vẫn chưa từng thử qua. 500 triệu, ông ta lấy ra được, cho dù mất, đối với ông ta, cũng không tính là tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là một căn tứ hợp viện thôi. Nhưng nếu nói thua 500 triệu không đau lòng thì cũng là giả. Ông ta không chỉ là gia chủ của nhà họ Bạch, chơi hơn nửa đời người, tiêu tiền thì nhiều, kiếm tiền thì ít, cũng chỉ dựa vào có cổ phần ở Bách Thảo Đường, mỗi năm được chia không ít tiền, coi như khoản thu nhập ổn định, ngoài ra là những thứ được tích lũy nhiều năm nay, nhà và đồ cổ, tranh cổ thôi. Thấy ông ta không nói gì, đám người vây xem bắt đầu hò lên, chế nhạo châm biếm. Cỏ trên tường tự có tự giác của cỏ trên tường, tóm lại tiền cũng không phải do bỏ ra, có cơ hội châm biếm đám người giàu, thì đâu thể bỏ qua. Cơ hội như vậy, không phải thường xuyên gặp. Ở cửa Bách Thảo Đường bị đám người vây quanh cười nhạo, mặt mũi của Bạch Quân Đường phải để ở đâu. Nhưng việc này cũng khiến ông ta tỉnh ra, cười lạnh lùng nói, cô gái, bàn cờ như ý của cô đánh rất được. Đấy, dùng y thuật của nhà họ Bạch chúng tôi để cược tiền cả nhà họ Bạch, có chuyện dễ dàng thế không? Bệnh có nặng nhẹ, đương nhiên nhà họ Bạch chúng tôi cũng có bệnh không chữa được. Nếu là bệnh vô phương cứu chữa, thì là đã đến kiếp số, mang việc này ra cược, không công bằng với nhà họ Bạch, càng không tôn trọng người bệnh. Nói như vậy, Bạch gia không dám cược, Lâm Mộng Đình cười với vẻ mặt chế nhạo. Hây, cứ nghĩ Bạch gia là nhân vật lớn, thì ra lại nhát gan như vậy, bên cạnh có người nhỏ tiếng nói. Một người khác nói, 500 triệu đấy. Đổi là ai thì cùng nhục chí thôi. Cô gái xinh đẹp này sao không nhát, chẳng lẽ cô ta còn giàu hơn nhà họ Bạch? Chưa nói chắc được, anh không nghe vừa nãy họ nói, anh chẳng bên cạnh cô ta là cậu ấm nhà họ Lý sao? Bạch Quân Đường không phải nói lời trong lúc tức giận, mà là muốn dùng lời áp chế đối thủ, để đối phương không thể bỏ qua chủ đề này. Vì còn bỏ qua, bất kể có cực hay không, cũng đều ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của nhà họ Bạch. Nhưng không ngờ, Lý Dục Thần từ nãy vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng. Được, vậy thì cược 5 tỷ. Trên phố ồn ào lập tức yên tĩnh. Mọi người đều cứng đờ, tai dựng đứng lên, dường như đang xác nhận rốt cuộc mình có nghe nhầm không, hơn nữa nghi ngờ có phải mình phân tâm nên bỏ lỡ cái gì không, làm sao đột nhiên từ 500 triệu biến thành 5 tỷ rồi. 5 tỷ đấy. Đây là khái niệm gì? Là khái niệm mà người bình thường không có. Ông chủ hầu cũng hít khí lạnh,
cảm thấy mình làm ăn mấy chục năm coi như làm vô ích rồi. Nguyên nhân kết quả của sự việc hôm nay, ông chủ hầu đã trải qua toàn bộ, từ ông lão lén ăn trộm tấm thảm trên xe đẩy bị chó cản, đến nằm dưới đất ăn vạ, đến sau đó Bạch Quân Đường xuất hiện. Đôi tình nhân trẻ này cũng chỉ là ngẫu nhiên gặp chuyện này như ông ta, ban đầu cũng chỉ là người ngoài xem. Người ta tùy tiền lo chuyện bao đồng, đánh cược với người khác, vừa mở miệng đã là 5 tỷ. Đây là kẻ ngốc lắm tiền, hay là tự tin quá mức? Ông chủ hầu nghĩ đến cậu Lý nổi tiếng khắp thủ đô 20 năm trước, nếu là người đó hô lên 5 tỷ, ông ta chắc chắn kêu một tiếng hay trong lòng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ chút nào, vì cậu Lý đó, chính là kẻ dám chơi. Cũng chỉ có như vậy, mới xứng với danh tiếng cậu ấm đệ nhất thủ đô. Còn vị trước mắt này, lúc này ông ta mới quan sát lại Lý Dục Thần trông có vài phần ngốc nghếch này. Nhìn mấy cái, cuối cùng ông chủ hầu tự tin chắc chắn mình nhìn nhầm, người ta không phải là ngốc, người ta có ngạo khí, kiêu ngạo đến mức chẳng thèm phí lời với ông. Cho nên người ta không nói nhiều, mà vừa lên tiếng thì là 5 tỷ. Ông dám cược không? Đương nhiên Bạch Quân Đường không dám cược. Cho dù ông ta có tiền đi nữa, cũng không thể nào lấy ra 5 tỷ để cược. Trong lòng ông ta tin vào y thuật của nhà họ Bạch, càng không tin nếu Bạch Kính Đình không chữa được, tên nhóc đối diện có thể chữa được. Nhưng ông ta không dám cược. Khi cá cược đủ lớn, biết rõ đối phương đang trộm gà, rất nhiều người cũng sẽ vứt bỏ. Nhưng lúc này không cược, thì có nghĩa là nhận thua, điều kiện là do mình đề ra, 5 tỷ cũng là mình đề ra. Dù thế nào ông ta cũng không ngờ, người ta lại đồng. Đúng là nòi giống của Lý Vân Hoan. Không những trông rất giống, phong cách làm việc cũng rất giống. Hoàn toàn không nói lý. Không nói lý thì còn chơi thế nào? Bạch Quân Đường tức đến toát mồ hôi. Đúng lúc này, bỗng nghe phía sau có người nói. Dám đến trước cửa Bách Thảo Đường cược y thuật, lần đầu tiên tôi thấy. Chỉ là 5 tỷ thôi, phụ cược này, nhà họ Bạch chúng tôi nhận. Chỉ thấy một đám người từ trong cổng lớn Bách Thảo Đường đi ra. Người dẫn đầu là một người trung niên 50 tuổi. Râu tóc đều đen, sắc mặt hồng hào, phong thái hiên ngang, rất có thần thái. Có mấy người đi theo sau ông ta, đều mặc áo khoác trắng bác sĩ, có người nhiều tuổi có người ít tuổi, già thì tóc bạc trắng, nhỏ thì 3-40 tuổi. Thì ra ồn ào ở ngoài cổng đã kinh động đến người N bên trong Bách Thảo Đường. Trong đám vây xem có người nhận ra, nói, là đại phu Bạch Kính Đình. Đại phu Bạch ra rồi. Bạch Quân Đường thở nhẹ nhõm, quay đầu nói, Kính Đình. Không có gì, chỉ là có tên nhóc cuồng ngạo. Ăn nói lung tung ở đây thôi. Bạch Kính Đình lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần một cái, nói, chú Năm, không nhìn ra sao, người ta đến phá mình đấy. Đánh cược đã đánh đến cửa Bách Thảo. Đường rồi, chúng ta còn không ứng chiến, thì có lỗi với tấm biển trên đỉnh đầu quá. Bạch Quân Đường là lão giang hồ, cứ cảm thấy chuyện này không đúng lắm, liền nói, Kính Đình, bây giờ cháu là gia chủ, không cần so đo với loại người này. Nếu cháu thấy ồn ào, thì cho người đuổi họ đi là được. Người khác thì cháu có thể không quản, nhưng người của nhà họ Lý, Bạch Kính Đình lạnh lùng hừ một tiếng, năm đó bố cháu chết không nhắm mắt, bây giờ lại đến cửa Bách Thảo Đường gây chuyện, cháu không thể không quản. Bạch Quân Đường biết đứa cháu này vẫn luôn cánh cánh trong lòng cái chết của bố, tuy không có chứng cứ rõ ràng chứng minh cái chết của Bạch Cảnh Thiên liên quan đến nhà họ Lý, nhưng Lý Thiên Sách mà Bạch Cảnh Thiên gọi ra trước khi chết. Lại thêm trước đó hai nhà đột nhiên tuyệt giao, khiến người nhà họ Bạch khó mà không liên tưởng đến. Bạch Quân Đường không nói gì nữa. Tuy ông ta bối phận cao, là chú của Bạch Kính Đình, nhưng cũng không có tiếng nói bằng Bạch Kính Đình. Bạch Kính Đình nói, một bệnh nhân, hai người cùng chữa như thế nào? Nếu chữa khỏi thì tính là công của ai? Làm sao làm rõ được? Lý Dục Thần cười nói, ông chữa trước. Chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy thì coi như ông thắng. Nếu ông không chữa được thì tới lượt tôi chữa. Nếu như tôi cũng không chữa được thì vẫn tính là ông thắng. Đầu đường xôn xao bàn tán. Điều kiện này quá bất công với Lý Dục Thần nhưng nó lại do chính anh tự nói ra. Bạch Kính Đình nhíu mày. Ông ta không hiểu nổi người thanh niên đứng đối diện, rốt cuộc người này phải tự tin tới cỡ nào mới đưa ra điều kiện như vậy. Làm vậy chẳng khác nào giao vận mệnh của bản thân vào tay ông ta. Chỉ cần ông ta có thể chữa khỏi bệnh cho người kia thì Lý Dục Thần chỉ còn nước ngoan ngoãn nhận thua. 5 tỷ không phải là một con số nhỏ. Ngay cả Lý Vân Hoa năm xưa cũng không dám chơi bạo tay như vậy mà không đắn đo chút nào.
Bạch Kính Đình không tin một thanh niên chừng 20 tuổi có thể có y thuật tài giỏi. Trong số các nhánh y thuật ở Hoa Hạ, ngoại trừ nhánh y thánh trong truyền thuyết ra thì chỉ có nhà họ Hồ ở Tiền Đường là dám khiêu chiến với nhà họ Bạch. Nghe nói Lý Dục Thần vẫn luôn ở Nam Giang, phải chăng anh được kế thừa y bát của nhà họ Hồ? Bạch Kính Đình càng nghĩ càng thấy có khả năng là như vậy. Năm đó, sau cuộc nhị thiên chỉ tranh, Hồ Vân Thiên thua bố ông ta là Bạch Cảnh Thiên. Chắc chắn nhà họ Hồ vẫn không chịu phục nhưng lại không dám khiêu chiến tiếp nên mới cử người tới đây thăm dò. Hừ, Bạch Kính Đình cười thầm, dù Hồ Sư Ước có đích thân tới đây thì cũng có là gì. Nói gì tới một tên nhóc phát mũi chưa sạch như thế này. Ông ta tin chắc là như vậy nên mới nói, Lý Dục Thần, cậu đừng có hối hận đấy. Tôi chưa từng hối hận, Lý Dục Thần đáp. Ha ha, Hồ Sư Ước truyền dạy được cho cậu bao. Nhiều kiến thức bí truyền của nhà họ Hồ mà cậu dám tự tin đánh cược với tôi thế hả? Tôi không đánh cược với ông. Ha ha, Bạch Kính Đình cười khẩy hỏi, không dám à? Giờ mới hối hận có phải là hơi muộn rồi không? Lý Dục Thần lắc đầu, ý tôi là tôi không đánh cược với ông mà là đánh cược với nhà họ Bạch. Nếu như ông không chữa được thì có thể bảo bất kỳ người nào của nhà họ Bạch các ông ra chữa trị. Thậm chí, các ông có thể nhờ người thân, bạn bè tới giúp. Chỉ cần ông có thể tìm ra người chữa được cho cậu ấy ở kinh thành thì đều tính là tôi thua. Cậu, Bạch Kính Đình cả di cuồng. Thật là ngông. Lý Dục Thần cười to, tôi muốn thắng sao cho các ông phải tâm phục khẩu phục. Bắt đầu đi. Bạch Kính Đình biết, xét về khí thế thì ông ta đã bị Lý Dục Thần lấn lướt. Dù cho bây giờ ông ta có đưa ra điều kiện tương tự thì cũng vẫn ở thế bị động, có nói nhiều cũng chẳng ích gì, nhất định phải đánh bại đối phương về mặt y thuật. Bạch Kính Đình hừ một tiếng, chậm rãi bước tới chỗ chiếc xe đẩy tay, bỏ tấm chăn trên người bệnh nhân ra. Con chó đứng bên cạnh nhe răng dọa sủa nhưng đạt ngõa ngăn lại. Đa Cát, không được làm ồn, đây là bác sĩ chữa bệnh cho Tăng Cát. Con chó lập tức bình tĩnh lại, nằm bò bên cạnh bánh xe, lè lưỡi thở phì phò. Ngay khi nhìn thấy toàn thân bệnh nhân, Bạch Kính Đình lập tức cau mày. Trực giác nói cho ông ta biết, người bệnh này đang nguy kịch. Rất khó chữa. Ông ta duỗi ra ba ngón tay, đè lên cổ tay của bệnh nhân, mạch đập yếu ớt gần như không bắt nổi nhưng chuyện này không thể làm khó được kỹ thuật bắt mạch tổ truyền và kinh nghiệm mấy chục năm làm nghề y của ông ta. Thế nhưng, hàng mày của ông ta vẫn càng ngày càng cau chặt lại. Ông ta tiếp tục đi vòng sang bên kia chiếc xe đẩy tay, bắt mạch bên cổ tay bên kia của bệnh nhân. Đầu đường im phăng phắc. Mọi người đều nín thở. Điều làm bọn họ căng thẳng không phải là tình trạng của bệnh nhân hay thực lực của bác sĩ. Điều bọn họ quan tâm nhất là 5 tỷ sẽ rơi vào tay người nào, cứ như thể hiện tại 5 tỷ ấy đang lơ lửng ngay trên đầu, đè bọn họ ngạt thở vậy. Bạch Kính Đình bắt mạch xong, hàng mày vẫn không thể giãn ra nổi. Sau đó, ông ta đi về phía đầu bệnh nhân, muốn đưa tay vạch mí mắt của cậu ấy lên kiểm tra. Thế nhưng... bên trong hốc mắt trũng sâu của bệnh nhân không có tròng mắt mà chỉ có hai cái lỗ đã kết vảy. Bạch Kính Đình nhìn về phía Đạt Ngõa, hỏi, mắt của cậu ấy bị sao vậy? Đạt Ngõa nói, hồi nhỏ, lúc đi chăn gia súc, Tăng Cát bị chim ưng mổ mù mắt. Đạt Ngõa kể đầy bình tĩnh, như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Thế nhưng mọi người lại cảm nhận được đằng sau sự bình tĩnh ấy là nỗi lòng xót xa, bươn ồn bã của một người mẹ suốt mười mấy năm trời. Tội nghiệp quái. Nghe xong lời kể của Đạt Ngõa, ai nấy đều chìm trong cảm xúc bi thương lạ lùng. Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp biết bao, một người mẹ tội nghiệp biết bao. Còn Lý Dục Thần, trong lòng anh xuất hiện một suy nghĩ. Dường như anh đã từng nghe câu chuyện này ở đâu đó rồi thì phải. Anh chợt nhớ ra hồi ở trên đỉnh Thiên Đô, các sư huynh, sư tỷ thỉnh thoảng lại kể cho anh nghe những chuyện kỳ lạ được ghi chép trong sách cổ từ xưa đến nay. Bệnh nhân này đã trải qua những điều ly kỳ, trên người lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, thật giống những câu chuyện trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ cậu ấy là thánh tử do trời định? Cậu ấy sẽ được cứu thôi, có người động viên người mẹ, cô đã đến được Bách Thảo Đường ở thủ đô rồi, bác sĩ Bạch là danh y số một trên đời này, chắc chắn ông ấy sẽ chữa khỏi được cho cậu ấy. Trong đôi mắt người phụ nữ giấy lên ngọn lửa hy vọng. Nghe thấy mọi người ca ngợi nhà họ Bạch, ca ngợi Bạch Kính Đình như vậy. Bạch Quân Đường lấy làm tự hào. Hôm nay chính là ngày nhà họ Bạch sẽ càng thêm vẻ vang. Thế nhưng, ông ta đột nhiên phát hiện ra có gì đó không ổn. Ông ta nhìn về phía Bạch Kính Đình,
trông thấy sắc mặt Bạch Kính Đình đầy nặng nề, hàng mày cau chặt, không hề giãn ra. Kính Đình, sao vậy? Bạch Kính Đình im lặng, chần chừ rồi cuối cùng lắc đầu. Thấy Bạch Kính Đình lắc đầu, Bạch Quân Đường không khỏi lấy làm kinh hãi, phải hỏi lại, Kính Đình, sao vậy, không chữa được ư? Trên khuôn mặt luôn giữ bình tĩnh của người phụ nữ cuối cùng cũng lộ vẻ buồn bã, cơ thể bất giác run rẩy. Thế nhưng, bà ấy vẫn kiên cường đứng tại chỗ, không hề khóc lóc, chỉ dùng ánh mắt của mình tỏ ý cầu xin Bạch Kính Đình. Bác sĩ Bạch, ngài là thần y ở thủ đô, nhất định ngài có thể cứu được thằng bé. Tôi van xin ngài hãy, mau cứu con tôi. Bạch Kính Đình thở dài, tâm mạch tắc nghẽn, ngũ tạng suy kiệt, lục thần vô chủ, thất khiếu bế tắc. Cậu ấy vẫn còn cầm cự được chút hơi tàn tới tận giờ đã là kỳ tích rồi. Đám đông đứng ở đầu đường không khỏi thất vọng, đồng thời cảm thấy hết sức thương hại hai mẹ con lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây. Cứ như thể Bạch Kính Đình nói không chữa được thì thực sự không chữa được vậy. Không ai để ý tới chuyện vẫn còn một thanh niên đang đứng ở đây, đánh cược 5 tỷ với nhà họ Bạch. Bạch Quân Đường thở dài, nói với Đạt Ngọa, này chị, xin chị nén bi thương, cháu tôi mà không chữa được thì trên đời này không còn ai có thể chữa được nữa. Đạt Ngọa xúc động nhìn con mình nằm trên chiếc xe đẩy tay, lệ hoen đôi mi. Bao nhiêu năm cố gắng đi từng bước một từ Tây Tạng tới thủ đô, ngay cả Đa Cát Cường Tráng cũng đã trở nên gầy yếu như vậy rồi nhưng bà ấy chưa từng từ bỏ, chỉ vì vẫn còn ôm một tia hy vọng. Chẳng phải con người ta sống trên đời là vì một tia hy vọng đó hay sao? Thế nhưng giờ đây, hy vọng đã nát tan. Cuối cùng người phụ nữ cũng không cầm nổi nước mắt rơi xuống tảng đá xanh cổ xưa và rắn chắc. Mấy trăm năm qua, đầu con phố cổ nơi mở Bách Thảo Đường này không biết đã từng có bao nhiêu giọt nước mắt của người nhà bệnh nhân rơi xuống. Khoảnh khắc nước mắt rơi xuống tảng đá xanh, nó thoáng sáng lên 7 màu cầu vồng dưới ánh năng mặt trời rồi lập tức chảy loang ra như một mặt gương soi bóng bầu trời. Trời xanh mênh mang nhìn xuống thế gian là vô tình nhất. Những hạt bụi sinh ra do tiết trời khô giang ở thủ đô nhanh chóng thấm khô giọt nước mắt kia. Đạt Ngọa chùi khóe mắt, kiên cường xoay người, nhìn về phía Lý Dục Thần trẻ tuổi. Bà ấy chưa từng nghĩ rằng Lý Dục Thần có thể chữa khỏi bệnh cho Tang Cát. Không phải bà ấy coi thường Lý Dục Thần mà là trong mắt bà ấy, Lý Dục Thần quá nhỏ tuổi, không khác gì con của bà ấy. Giờ đây, anh là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bà ấy. Đạt Ngọa thành khẩn và trông mong nhìn Lý Dục Thần, rưng rưng nước mắt, khom lưng lại anh, cháu à, không, cậu à, xin cậu mau cứu Tang Cát, mau cứu con của tôi. Bà ấy nói như vậy, mọi người ở đầu đường mới nhớ ra vụ cá cược 5 tỷ vẫn còn đang diễn ra, Lý Dục Thần vẫn còn cơ hội thử sức một lần. Khoảnh khắc Bạch Kính Đình lắc đầu thừa nhận mình không chữa được, quyền chủ động đã nằm trong tay Lý Dục Thần. Nhưng mọi người không tin là anh có thể chữa khỏi bệnh cho một sinh mạng tội nghiệp mà bác sĩ Bạch hay nên nói là ông trời đã tuyên án tử hình. Bạch Quân Đường nói với Đạt Ngọa, chị à, đừng hy vọng làm gì, chị nhìn xem cậu ta mới mấy tuổi chứ, chỉ lớn hơn con của chị vài tuổi thôi. Cho dù cậu ta đã bắt đầu học nghề y từ trong bụng mẹ đi chăng nữa thì liệu có thể có bao nhiêu kiến thức? Đã khám bệnh cho bao nhiêu người, Kính Đình là gia chủ của nhà họ Bạch tôi, là danh y số một kinh thành. Ông ấy đã nói là không chữa được thì chẳng có ai ở thủ đô có thể chữa được cả. Đạt Ngọa dường như không nghe thấy gì hết, chỉ mong ngóng nhìn Lý Dục Thần rồi lại cúi đầu lại anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 41.